Rồi thì Trung chào tất cả mọi người ha. Hôm nay thì Trung sẽ làm một cái xem hạn ha, xem hạn cho tuổi Sửu nha. Thì trong cái tháng 12 ha, cái tháng chạp. Thì thầy xem những cái tuổi nào xấu thì thầy xem trước nha. Còn cái tuổi nào mà tốt thì từ từ. Xấu thì nói để cho chúng ta gọi là thận trọng. Còn những cái tuổi mà tốt thì cũng cũng từ từ nói ha. Rồi thầy nói tuổi Sửu tháng 12 này là tháng Sửu ha. Thì hai cái tuổi xấu nhất thì xem ngày hôm nay là tuổi Sửu và tuổi Mùi ha. Là cái tháng 12 thì tuổi Sửu thì có năm tuổi Sửu, thầy nói về cái tuổi Sửu trước ha. Tuổi Sửu thì nói Ất Sửu. Ất Sửu này là bắt đầu là nó xấu nè ha. Cái tháng này bắt đầu nó xấu ha. Cẩn thận về làm, thứ nhất là hao tài, thứ hai nữa dễ gặp tai nạn ha, mất mát, mất tiền, mất của đó, này nọ là nó xấu đó. Nó trong cái tháng 12 này là rất là nguy hiểm ha. Thì Ất Sửu mà cái tháng này nó Ất Sửu luôn ha. Nó lưỡng kim thì kim nó khuyết đó, giống như hai cái kim mình gặp nhau thì như sao đó, giống như ấy thì đương nhiên nó mẻ hoặc là nó cũng va chạm với nhau, nó cũng nẹt lửa ha. Đó, thưởng kim thì kim khuyết đó, thì cái tuổi Ất Sửu này trong tháng 12 là cẩn thận hao tài, bệnh tật, đau ốm, mà nhất là dễ về tai nạn. Đó là nói với tuổi Sửu, nhất là nam nặng hơn nữ nha. Hai tuổi nam nặng hơn nữ. Rồi thì nói qua cái tuổi gọi là Đinh Sửu ha. Đinh Sửu thì trong cái Đinh Sửu này thì nó ngũ hành của nó thì đương nhiên thì nó thuộc về ngũ hành thủy. Thì kim sinh thủy, thì cái tuổi này tuy nó xấu nhưng mà vẫn có tiền, tháng này vẫn có tài ha, nhưng mà nó được sinh nhập ha, thì nó vẫn tốt. Mà chứ đinh nó là quả, nó đốt kim nữa, thì cái tuổi Đinh Sửu này tương đối bình an, ổn, có việc gì thì nói chung là nó cũng qua được. Chúc mừng tuổi Đinh Sửu trong cái tháng chạp, tháng 12 ha, tháng cuối năm. Rồi tới cái tháng gọi là Kỷ Sửu ha. Đấy là cái tuổi Kỷ Sửu. Kỷ Sửu thì 2009 và 2049. Cái tuổi lớn này thì đương nhiên là cái tuổi lớn này cũng phải cẩn trọng trong tháng 12 ha, nhất là chân tay, sức khỏe yếu kém ha. Còn cái tuổi nhỏ thì chúng ta phải nên cẩn thận về gọi là cái gì, kỵ đồ bén nhọn ha, kỵ đồ bén nhọn thì nó cũng hơi rất là xấu trong cái tháng gọi là tháng 12. Rồi tới cái Tân Sửu ha. Tân Sửu thì nó thuộc về kim ha, nó thuộc gọi là bích thượng thổ ha. Đó mà như cái hạn kim thì thổ sinh kim á, thổ sinh kim thì trong tháng 12 tuổi Tân Sửu thì có là hao tài cuối năm nha, hao tài cuối năm. Còn tới tuổi Quý Sửu ha, Quý Sửu thì 1973 ha, mạng mộc, mộc kim thì cái tuổi này cũng hơi xấu nha. Mộc thì chúng ta thấy kim rồi đó ha, cẩn thận về tiền tài, cẩn thận về vấn đề gọi là chân ha. Rồi là sức khỏe cũng phải nên, dễ đau ốm, dễ thị phi. Nói như cái tuổi Sửu thì trong cái tuổi Sửu này trong tháng 12 là Ất Sửu nè, những cái tuổi là Ất Sửu nè, Tân Sửu thì hao tài, Quý Sửu nữa nè, là những cái tuổi Sửu. Cái tuổi Đinh Sửu thì tương đối nó ổn, nó đỡ hơn đó, còn tuổi khác đều là kỵ. Rồi thì nói về cái đó là nói về cái tuổi Sửu ha. Rồi thì qua cái tuổi Mùi thì cái tuổi Mùi thì thường thường hàng năm ha, thầy nói hàng năm cái tháng 12 này nó xấu dữ lắm ha. Nó xấu á, thì người lớn tuổi là dễ bị té ngã, leo trèo ha, đi chúng ta đi đâu ta làm gì ha, đi sông đi suối thì cũng phải cẩn thận, đi rừng thì cũng phải cẩn thận. Còn chúng những người mà đi mà gọi đi xe cộ thì cũng phải cẩn thận nữa. Rồi những người mà lớn tuổi đám tiệc đi ăn nhậu cũng phải cẩn thận nữa. Ăn nhậu về thầy nói, mà cái mùa này thì nói ăn nhậu rồi cũng đỡ, do là cái nhà nước có chính sách thì nói chung cái phần này mình nói thiệt, nhưng mà cũng giảm cho những cái điều tốt ha. Thì chúng ta gọi là ăn nhậu vui vẻ rồi quen, bây giờ mà hãy bị cấm thì đương nhiên nó cũng hơi khó chịu, nhưng mà nó cũng là một điều tốt ha. Nó giúp cho tất cả những ông chồng ha, thì hạn chế được bớt cái rượu chè ha. Nói chung mình nói thiệt, nhưng mà về khía cạnh thì thầy cũng ủng hộ ha, cũng ủng hộ. Kệ đi, ví dụ mình có nhậu nhẹt thì mình nhậu tại nhà, đừng có mình đi nhậu ngoài đường thì chết bờ chết bụi nữa, mà té xe này nọ và khổ cho người thân. Có những người mà ham ăn ham nhậu, cái câu này nói nghe nó hơi nặng ha thầy, nói thì nó thật sự là như vậy đó.
Thì mỗi người trong đời nó có tứ đổ tường, cái này thầy cũng không có ấy, nhưng mà chúng ta phải hạn chế ha. Mình biết cái vấn đề đó, mình nhậu là nói chung là cũng là một cái thú vui ha. Mà thôi mình nhậu tại nhà đi ha. Hoặc là mình nhậu ở đâu thì mình ngủ tại đó ha. Ngủ tại đó, nhưng mà thường thường mà lớn tuổi này thì đi nhậu nó ngủ tại đó được ha. Còn chúng ta đón xe về hoặc có người chở. Thì về cái tuổi Ất Mùi ha, Ất Mùi thì nó thuộc về Sa Trung Kim ha. Ất là Sa Trung Kim thì Sa Trung Kim nó gặp Hải Trung Kim, thì đương nhiên hai cái kim này thì nó cũng đỡ hơn ha, nó đỡ khắc hơn. Một cái kim kia là kim nó lớn, một kim kia nó chỉ là vàng trong cát, là loại càng này nó gọi là nó cũng nhỏ thôi, giống như nó giống như mình nó vàng cám vậy ha, cũng vàng cám. Thì cái này nó cũng không khác gì, nhưng mà vì hai cái chữ Ất thì mà nó nặng nó thế tế với nhau thì nó cũng rất là xấu, nó cũng kỵ trong tháng 12 ha. Thì trong tháng 12 thì kỵ những cái chúng trong tháng 12 chúng ta những cái ngày tam nương này nọ là chúng ta cũng đừng nên gọi là sức hành ha, chúng là làm gì á thì nó xấu ha. Thì gọi là ngày mùng 3 mùng 7 ha, chúng ta làm việc đại sự chúng ta phải tránh. Về cái chữ Ất thì đương nhiên thì nó xung với chữ Tân, thì nó đương thì trong cái tháng này thì nó cái chữ Ất thì nó xấu cho những người chữ Tân với chữ Kỷ là nhiều ha. Ừ, chữ Tân à, chữ Tân với chữ Kỷ là hai cái tuổi đó, thì này nói là giống như tuổi Tân Sửu hồi nãy là hao tài ha, Kỷ Sửu thì cẩn thận sức khỏe ha, về bệnh tật đó. Còn Ất Sửu này thì nó cũng xấu rồi, bây giờ nó Ất Mùi ha, Ất Mùi thì được không sao ha, xấu nhẹ. Rồi tới cái tuổi mà gọi là Đinh Đinh Mùi, Đinh Mùi thì 1967 ha, thì Thiên Hà Thủy, Thiên Hà Thủy thì nói chung là mạng thủy thì nó đỡ ha. Chứ đinh đó, can đinh thì nói chung nó cũng đốt được cái là mộc có sinh quả ha, thì nó cũng không sao. Thầy cũng thầy chúc mừng mọi việc đều ổn, thầy cũng chúc cái đinh nó còn. Chữ Kỷ Mùi ha, Kỷ Mùi thì nó cũng hơi nó hơi xấu hơn. Kỷ Mùi là thiên thượng quả ha, quả thì nó đốt kim ha. Đó, nhưng mà thì đốt kim thì sao, mình bị sinh sức đó, thì mình phải tổn ha. Cẩn thận về hao tài, cẩn thận về sức khỏe đó là vấn đề đó. Rồi thứ hai nó hơi kỳ khẩu nha. Thì cái tháng 6 thì nó như vậy đó. Rồi tới cái Tân Mùi ha, Tân Mùi thì là 1990 11 ha, 1991 tuổi Tân Mùi thì lộ bằng thổ, thổ xung kim thì nó hao tài nữa ha. Nó hao tài, nó có chuyện để ví dụ như mà nó phá mà ha. Cái tháng 12 là cái tháng mà gọi là nó tháng mà tháng Ất Sửu thì mà chữ Ất thì nó phá chữ Tân ha, nó phá gốc. Sửu Mùi thì nó tương xung nữa. À, nó phá gốc mà nó xung với chi á, thì nó là xấu ha. Thì trong lễ này nó hai loại, cái tuổi mà chữ Kỷ với lại mang chữ Kỷ đây, chữ Tân là tương đối nó xấu nhất. Nó xấu nhất nó Tân Mùi ha, hao tài nha, mình cũng phải cẩn thận nữa đó. À, gần Tết đến rồi ha, thì chúng ta cũng còn không bao nhiêu ngày nữa ha, còn tháng cuối cùng của một cái năm gọi là nói chung là cũng đầy gọi là thử thách ha. Đầy khó khăn, đầy khổ khổ ha. Đa số chúng ta gọi ai cũng làm ăn thì ở đây thì nó khổ, tại vì do kinh tế ha. Năm lạm phát không ai làm ăn được kéo theo. Những người mà lại gánh gồng gọi là lãi suất ngân hàng nữa ha, cũng rất là nặng, rất là nặng. Rồi thì nói về cái nãy là nói về cái Tân Tân Mùi rồi ha, rồi Quý Mùi ha. Quý Mùi thì nó gọi là 2003, 2043 ha, thì có hai cái tuổi này thì cái tuổi Quý Mùi tuổi lớn nó cũng rất là xấu ha. Thì thầy nói cái tuổi Quý Mùi mà hàng năm mà tới cái tháng này là nó cũng dễ về vấn đề gọi là tai nạn nhiều hơn nha, nó nhiều tai nạn hơn là bệnh tật á. Thầy nói gì cái tuổi Quý Mùi ấy là cái tháng chạp á ha. Đó, chúng ta leo cây cũng phải cận tuổi này á, thì nhỏ thì cẩn thận leo cây á. Thầy nói những đứa ở dưới quê đó, những em bé dưới quê, còn chúng ta lớn tuổi những người đi đứng ha, thứ nhất là đi nhậu nhẹt hay đi đâu chạy xe đạp cái này đừng, cũng phải đừng có đi nha. Họ nhầm người có tuổi này thì ở dưới quê thì tuy là 80 mấy tuổi á, thì nó cũng khỏe thiệt á, nhưng mà cẩn thận á, mắt mờ tai yếu rồi ha, thần kinh nó cũng không ổn định, ổn định chúng ta chạy xe đạp xe này nọ thì nó cũng rất là nguy hiểm mà. Té ngã là giờ là chỉ chết thôi. Còn nói với cái tuổi nhỏ thì cái Quý Mùi này ha, thì chúng ta cũng tuổi trẻ thì đương nhiên là gọi là nó có cái tính gọi là hơi hăng máu ha, đi xe đi cộ hay này nọ là chúng ta cũng phải cẩn thận. Tuổi trẻ thì nó không có sức khỏe, sức khỏe nó tốt thì cẩn thận về tai nạn, còn tuổi già sức khỏe kém nhưng mà đi đứng thì cũng phải cẩn thận.
Đó thầy xem cho về cái tuổi cái tuổi Sửu Mùi ha. Đó là cái tuổi Sửu Mùi. Đó là những cái tuổi mà nó hơi xấu ha. Đó, thầy đó thầy xem trước. Đó. Thì mấy ngày nay thầy cũng rất là nhiều việc, thầy cũng có cái nhiều cái sức khỏe nó cũng không tốt nữa. Cái tháng này thầy sức khỏe nó cũng không tốt, nó từ hồi mà Noel tới giờ ha. Thầy nó bị nó viêm xoang ha, thì nó cũng hành. Thâm ra nó ho nó kéo dài nữa. Thầy cũng sức khỏe không tốt và thầy đi xem phong thủy nữa rồi cho khách nữa nhiều việc nên thầy không có lên bài ha. Thì thầy thấy cái tuổi Sửu với lại cái tuổi Mùi á, trong cái tháng 12 xấu thì thầy phải lên trước hai cái tuổi này để cho chúng ta phải cẩn thận ha. Thầy mới ưu tiên cho hai cái tuổi này trước, còn mấy cái tuổi khác á, thì đương nhiên chúng ta nó ổn hơn ha, nó dùng nó xấu xấu nhẹ nó ổn hơn hai cái tuổi này nè. Mình phải nói trước chứ để việc nó đã thành rồi mình nói cũng tội người ta. Thì cái tuổi này thầy thấy là bắt đầu là vừa cái cuối tháng ha, cái cuối tháng 11 và đầu tháng 12 bắt đầu thầy đã cũng đã có nhiều người đã cũng đến đề mà gọi chạy xe là cũng té chổng đầu chổng này nọ đó, là hao tài gãy cổ nứt tay nứt chân phải vô bệnh viện nằm, phải gọi là khổ cho vợ con cho người thân nữa. Tết rồi ai cũng công việc rất là nhiều, ai cũng bận rộn, ta nói những ngày rắp Tết mà nó làm chuyện rắp Tết là như vậy đó, ai cũng muốn xong. Thì chúng ta phải giữ cái sức khỏe, sức khỏe tốt, mọi việc nó bình an là được rồi. Tiền thì ai cũng phải là có nhu cầu, ai cũng kiếm hết, nhưng mà chúng ta tiền mà chúng ta khi kiếm chưa được mà sức khỏe đã hết, tiền không làm ra được mà còn nằm bệnh viện rồi tốn cho người thân thì nó còn đau buồn đau khổ hơn nữa. Rồi thầy chúc cho cái tuổi Sửu Mùi trong cái tháng chạp này ha nhiều may mắn ha, làm việc gì cũng hết sức cẩn thận ha, đi đứng mình cũng phải, cái tháng xấu cái tháng tuổi thì mình cũng phải nên tránh, năm dài mà tháng hạn ha, năm dài nhưng mà trong cái thời khắc chúng ta bất cẩn ha, một có việc gì thì nó đưa tới thì cũng gọi là xong cuộc đời ha. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại tất cả các tuổi gọi là 10 tuổi còn lại ha, thầy xem tiếp cho ngày mai. Rồi thì Trung xin chào.